Hồn ma con gái. Nhanh tay lên, cố gắng làm cho gọn gàng vào. Đừng để đất đá rơi ra lối đi, rồi không có đường mà đi lại. Lát nữa xe vữa còn vào nữa. Ông chủ ơi, trời sắp tối rồi, thôi để mai chúng tôi làm nốt được không ạ? Còn nhiều gạch quá, không thể khuân kịp trong hôm nay đâu ạ. Ông chủ ơi, khuân hết gạch vào thì lấy chỗ đâu mà thi công ạ? Sửa tới đâu khuân vào tới đó có được không ạ? Để ngoài kia không ai trông, nhỡ mất hết thì sao? Ban ngày thì có bao nhiêu người qua lại, buổi tối chúng tôi lại ngủ tại đây, không ai dám lấy nguyên vật liệu đâu ạ. À, đúng rồi, các cậu ăn ở tại đây luôn cơ mà nhỉ. Thôi được, thế thì nghỉ tay đi, mai lại làm tiếp. Vâng, chúng tôi cũng đi nấu nướng ăn uống rồi nghỉ ngơi đã. Cả ngày làm luôn chân luôn tay rồi. Các cậu muốn làm thế nào thì làm, nhưng tôi dự kiến là chỉ sửa chữa căn biệt thự này trong vòng 2 tháng là phải xong, để đưa vào khai thác nhà nghỉ đấy. Nhất định phải kịp mùa du lịch để đón khách, chứ không lỡ mất tháng du lịch cao điểm, tôi lại mất cả đống tiền đấy. Nè, bác ấy đòi 2 tháng phải xong. Tôi nghe nói ông chủ trước cũng mua căn biệt thự này để tu sửa mà làm cả năm không xong đấy. Tu sửa có thế mà cả năm không xong, chả hiểu thế nào nhỉ. Mà có chuyện này tôi vừa nghe được. Tôi nghe nói là căn biệt thự này bị ma ám, cho nên không có ông chủ nào có thể sửa chữa hay sử dụng nổi đâu. Bạn nghe ai nói? Tôi nghe bà Lai bán nước ở cuối con đường này bảo thế. Tưởng ai nói, bà Lai suốt ngày ngồi lê đôi mắt kiếm chuyện làm quà, không tin được. Dù sao thì nhà tôi cũng gần đây, nên tôi không ở lại đây buổi tối. Tôi đi về đây, về còn cơm nước nữa. Có thế nào, mai kể lại cho tôi nhé. Này, căn biệt thự này bỏ hoang đến 30 năm rồi ấy nhỉ? 30 năm là thế nào? 50 năm đấy. Chị Tư nói là căn biệt thự này có ma ám đấy. Thế tối nay bọn mình ở lại đây phải coi chừng con ma đấy nhỉ. Không khéo con ma nó sẽ bắt cô Hồng quăng ra biển đấy. Em không đùa đâu, em nhát ma lắm đấy. Thôi không đùa nữa, ăn cơm đi. Trên đời này làm gì có ma quỷ gì. Đừng có nghe người khác đồn đại rồi thần hồn nát thần tính. Gì thế nhỉ? Các anh có thấy ai đó vừa chạy qua không? Anh cũng vừa thấy. Hình như ai đó vừa chạy qua đây rồi vụt chạy vào trong nhà. Liệu có phải kẻ trộm không? Nếu mất nguyên vật liệu là ông chủ mắng chết đấy. Em không biết. Hay là hai anh lên xem đi. Cả ba cùng lên xem. Đi nào, cầm theo mỗi người một gậy nhé. Không có ai cả. Bên phòng bên cạnh có tiếng động, sang đó xem sao. Chẳng có ai cả. Chúng ta đã đi hết các phòng rồi, chẳng có ai cả. Nhưng rõ ràng vừa nãy chính mắt em nhìn thấy có bóng người chạy vụt vào trong. Đúng là thần hồn nát thần tính thôi, có gì đâu. Thôi, dọn dẹp rồi đi ngủ đi. Gì thế? Em vừa nghe thấy tiếng cười. Các anh có nghe thấy không? Có. Anh đang ngủ mơ màng thì nghe thấy, giật cả mình. Cô Hồng mơ ngủ rồi cười chứ còn ai vào đây nữa. Em cũng hay mơ ngủ, nhưng mà vừa rồi thì không chắc lắm là em cười. Chắc là cô cười thật đấy, anh nghe thấy tiếng cười từ phía đó mà. Thôi ngủ đi, làm cả ngày đã mệt lắm rồi. Chắc chắn không phải mình cười mà nhỉ. Trời ơi, chuyện gì kỳ lạ thế này? Hôm qua tất cả chúng ta ngủ trên gác, sáng ra lại thấy ở dưới sân này. Chả lẽ chúng ta bị mộng du chuyển xuống dưới này lúc nào mà không biết ư? Chúng ta không thể làm thế mà không ai nhớ gì cả. Các anh, nhìn cái võng trong nhà kìa. Hôm qua nó mắc ở trên một căn phòng khác cơ mà, sao giờ lại ở đây? Cái võng đu đưa mà không hề có người ngồi. Trong phòng không có người, cửa sổ đóng kín, không có gió thì sao võng lại đu đưa? Chỉ có thể là ma. Mà...
Ma! 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 Cô cũng không làm nữa à? Thì bác tính, công nhân đều bỏ đi hết rồi. Em có làm cho bác, cũng sao mà làm được. Nếu bác thuê được đội công nhân khác á, thì em lại tới em làm cho bác. Trước khi mua căn biệt thự này, tôi cũng có tìm hiểu qua. Nhưng tôi nghĩ tất cả chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ. Cho nên căn biệt thự này nằm ở vị trí đắc địa, nếu không có chuyện gì với nó, tại sao lại bỏ hoang suốt mấy chục năm hả bác? Nói thật, em cũng có nghe nhiều tới chuyện từng xảy ra ở đây rồi. Để em kể cho bác nghe. Căn biệt thự này cách đây 50 năm là của gia đình chú Hòa, người giàu có nhất vùng này. Cô là giúp việc mới phải không? Dạ, hôm nay tôi tới làm buổi đầu thưa ông chủ. Có một việc quan trọng tôi dặn cô này. Riêng những việc liên quan tới con gái tôi, cô phải làm thật chỉnh chu và cẩn thận. Vợ chồng tôi luôn lo lắng và thương con bé lắm. Vâng, bà chủ cũng có dặn rồi ạ. Tôi đang mang cơm lên cho cô chủ đây ạ. Con bé vốn lười ăn lắm, cô phải dỗ dành cho nó ăn giúp tôi nhé. Vâng ạ. Cô con gái đã 12 tuổi rồi mà sao thấy mọi người dặn dò mình cứ như là đang chăm đứa trẻ lên ba vậy nhỉ? Đúng là nhà giàu thì chịu con thái quá. Mà lạ thật, nghe nói cô bé không ra khỏi phòng bao giờ. Thôi, lên xem mặt mũi cô chủ thế nào. Cô chủ, tôi là giúp việc mới, tôi mang cơm lên cho cô này. Cô ăn một chút đi, khi nào ăn xong thì tôi lại lên dọn nhé. Tại sao ai cũng sợ mình như thế? Căn bệnh hủi quái ác này không chỉ khiến mình đau đớn về thể xác mà còn cả tinh thần nữa. Cô con gái của chú Hòa bị bệnh hủi, căn bệnh làm biến dạng cả khuôn mặt. Ai nhìn thấy khuôn mặt cô bé cũng sợ hãi. Nhưng hành động của cô giúp việc vô tình khiến cô bé tổn thương sâu sắc. Sau một thời gian thì bệnh tiến triển nặng, cô bé qua đời. Từ khi cô con gái chú Hòa mất, cô giúp việc trong nhà bỗng như người mất hồn, cứ đêm đến là tha thẩn trong nhà. Rồi một hôm, cô ấy bỗng nhảy xuống lầu tự vẫn mà không có lý do gì cả. Sau đó, chú Hòa vì quá đau buồn, không muốn sống trong căn biệt thự này nữa, nên bỏ hoang suốt nhiều năm. Sau này cũng sang tên cho nhiều đời ông chủ khác. Thảo nào, không có người chủ nào có thể cải tạo được căn biệt thự này. Cô con gái nhà chú Hòa chết thiêng, cô ấy lại mang theo trong mình nỗi đau vì bị người đời kinh sợ, nên oan hồn không lành đâu ạ. Theo em, bác nên mời thầy cúng về làm lễ, biết đâu linh hồn cô gái siêu thoát. Chắc phải vậy, chứ không thì tôi không thể cải tạo nổi căn biệt thự này. Người thợ tạc tượng. Dạ, con và tiểu thư thật lòng yêu thương nhau, phòng quan lớn cho phép chúng con được đến với nhau ạ. Một tên thợ quèn như ngươi mà đòi cưới con gái ta sao? Cha, cha không biết đấy thôi. Trần Bạch bây giờ đã nổi tiếng là thợ tạc tượng ngọc giỏi nhất kinh thành rồi đó cha. Dù có nổi tiếng thế nào thì hắn cũng chỉ là hạng thường dân. Con đừng quên, con đã có hôn ước với con trai nhà tể tướng. Đừng làm gì, cả nhà ta phải gánh họa. Cha ơi, con cầu xin cha mà. Người đâu, mau nhốt tiểu thư lại, cấm không cho tên thợ này vào phủ. Không, con không thể lấy người mà con không yêu. Có ai theo nàng đến đây không? Không có ai đâu, chàng yên tâm. Vậy chúng ta mau đi thôi, đường tối, đường trơn, nàng đi cẩn thận nha. Mọi người ơi, tiểu thư bỏ trốn. Một tên dân thường dám dụ dỗ con quan lớn bỏ trốn cơ đấy. Nàng đừng nhìn ngang nhìn dọc, kéo người ta nhận ra. Mỹ Lan, ta hứa không bao giờ khiến nàng phải chịu khổ.
2 năm sau. Tiệm ngọc nhà chúng ta càng ngày càng nổi tiếng, cứ thế này thiếp lo lắm. Vậy thì chúng ta sẽ có cuộc sống no đủ hơn, vậy không tốt sao? Ngày càng có nhiều người ở xa tìm đến đây, lỡ như có ai nhận ra chàng là Trần Bạch thì nguy. Hay là chàng chuyển qua làm đồ gốm đi. Nàng đừng lo, nơi này cách xa kinh thành lắm, sẽ không ai tìm được chúng ta đâu. Vậy thì chàng đừng tạc tượng đẹp quá, chỉ cần có người mua là được rồi. Ôi ngoan nào, con trai mẹ lại khóc rồi. Ôi ngoan nào. Ta làm sao mà tạc tượng cẩu thả như hàng vạn kẻ tầm thường được cơ chứ? Những bức tượng này đều là do anh làm cả sao? Đúng vậy, tất cả đều do chính ta tôi làm ra. Chẳng hay anh có liên quan gì đến một người có tên là Trần Bạch không? Tôi chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ. Anh ta là thợ tạc tượng nổi tiếng nhất kinh thành. Nhìn nét tượng của nhà anh, tôi lại tưởng có liên quan, hay ít nhất cũng phải đồ đệ chân truyền của anh ta. Vậy à, tôi không quen ai ở kinh thành cả. Cho tôi mua bức tượng này. Chết rồi, vừa rồi có một người đến hỏi ta có biết Trần Bạch không. Có lẽ chúng ta bị phát hiện rồi, phải mau trốn đi ngay bây giờ, kẻo không kịp. Không thể ngờ rằng có ngày mình phải nặng những thứ bùn đất này. Đây chính là con sư tử của tiệm ngọc Bảo Hòa, hiện tại rất khó mua được đây ạ. Ồ, đẹp quá, đẹp quá. Tiệm ngọc Bảo Hòa tiếng tăm lừng lẫy đây ư? Đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng không đến mức như thiên hạ đồn thổi. Có người chơi tượng ngọc của mình sao? Nhầm rồi, đây không phải tượng ngọc của tiệm Bảo Hòa. Anh chỉ là thợ làm gốm, biết gì về ngọc mà nói. Vậy là ông chưa được nhìn thấy đồ ngọc của tiệm Bảo Hòa bao giờ rồi. Đây mới chính là đồ của tiệm Bảo Hòa nha. Wow, đúng là tuyệt tác. Ôi, thật tinh xảo. Sao một thợ gốm bình thường như anh lại có được pho tượng quý này? Có một người quen đã tặng cho tôi nhiều năm về trước. Tôi cũng mê ngọc nên quý lắm, không nỡ bán. Vậy mà bấy lâu nay tôi không biết đấy. Thật quý hóa quá. Anh thật tinh mắt và rất am hiểu về đồ ngọc đấy. Không ngờ ở đất này lại gặp được tri kỷ. Tôi xin tặng ông con sư tử này làm quà. Anh tặng tôi món quà quý như vậy, tôi nhận sao được. Tôi còn nhiều đồ ngọc lắm, hôm nào tôi sẽ cho ông xem. Vậy thì vinh hạnh quá. Cả thiên hạ đều khao khát từng bức tượng ngọc của mình, vậy mà chính mình lại phải giấu giếm, không dám nhận là do mình làm ra sao? Chàng lại khoe tượng ngọc nữa sao? Bây giờ khắp nơi đang đồn ầm việc chàng có những bức tượng quý giá kia kìa. Đến cả nói chuyện về ngọc ta cũng không được nói sao? Lẽ nào chàng còn chưa hiểu tình cảnh của chúng ta? Ta hiểu, vì hiểu nên ta mới phải sống với đám đất sét bẩn thỉu ngày qua ngày. Nàng còn muốn gì nữa đây? Là tiếp lo cho chàng, lo cho con, chứ thêm nào muốn gì. Những bức tượng ngọc đã gây họa cho chàng một lần rồi, chàng đừng làm gì khiến thiên hạ chú ý đến mình nữa. Tại sao thiên hạ chú ý đến ta? Vì những bức tượng của ta đều là báo vật. Ta đã từ bỏ niềm đam mê lớn nhất đời ta vì nàng. Vậy mà nàng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân nàng. Ta làm gì cũng không vừa ý nàng hết. Từ giờ ta sẽ làm những gì ta muốn. Ta là người tạc tượng nổi danh thiên hạ, chứ không phải một tên thợ gốm ở cái xó này đâu. Chàng ơi. Ôi trời ạ, vợ con anh bị quân lính bắt đi rồi kia kìa. Ông đừng lo, cô ấy là một đại tiểu thư, cô ấy sẽ không phải chịu tội gì đâu. Áo nàng cũ rách hết rồi sao? Sao không mặc cái nào lành hơn? Tiếp không sao, giờ việc chạy trốn mới là quan trọng. Quan tể tướng nhất định không tha cho chúng ta đâu. Nàng để ta làm cho, nhà dột nhiều quá. Hay chúng ta cất lại cái nhà ở cho tử tế đi. Thôi, thiếp tính để tiền mở xưởng gốm. Chàng khéo tay như thế, chẳng mấy sẽ đắt khách thôi. Lúc đó sửa cũng được mà. Nàng đã vì ta mà từ bỏ cuộc sống nhung lụa. Ta chỉ biết đến sự hy sinh của mình mà quên mất nàng cũng đã chịu khổ quá nhiều.
mà chưa khi nào than vãn. Nhất định ta sẽ về kinh thành, không thể để nàng chịu tội một mình được. Hy vọng ông trời sẽ cho ta một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Hai số phận. Anh à, em biết là bố mẹ anh muốn chúng mình làm đám cưới, nhưng em muốn đi học đã. Sau khi học xong đại học, lo công việc cho ổn, chúng mình cưới nhau cũng chưa muộn mà. Em đâu cần phải đi học đâu, anh thừa khả năng để nuôi được em mà. Anh cần một người vợ chăm sóc cho gia đình, con cái. Em biết, nhưng em vẫn muốn tự lập hơn. Nếu em cứ nhất quyết chọn việc đi học thì chúng ta chia tay đi. Anh Thắng, em... Em hãy suy nghĩ cho kỹ rồi cho anh biết quyết định của em. Cậu làm sao vậy? Anh Thắng có điều kiện tốt như thế, sao cậu không chọn việc cưới chồng mà cứ phải đi học cơ chứ? Nhưng tớ không muốn việc học của mình bị dở dang. Ở làng mình, đợt này chỉ có mấy đứa tụi mình đỗ đại học thôi. Cậu ngốc lắm. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải lấy được người chồng đảm bảo được cuộc sống của mình. Tớ không nghĩ thế. Mà thôi, nếu anh Thắng cứ nhất quyết bắt tớ phải chọn lựa như vậy, tức là anh ấy cũng chưa có đủ tình yêu dành cho tớ. Tớ sẽ chọn việc đi học. Chỉ còn một tháng nữa là bọn mình nhập học rồi. Mai bọn mình đi lên đó tìm nhà trọ trước nhé. Tớ sẽ không nhập học đâu. Sao lại thế? Anh Nam hỏi cưới tớ, tớ đã đồng ý rồi. Việc học tớ có thể làm sao cũng được. Hả? Bọn mình mới tốt nghiệp cấp 3 thôi, cậu có thể học xong rồi lấy chồng cũng được mà. Cậu nghĩ thử xem, nhà anh Nam cũng giàu có giống như anh Thắng bạn trai của cậu vậy. Bản thân anh ấy là một người giỏi giang, kiếm ra tiền nữa. Bọn tớ cũng yêu nhau, vậy thì tội gì không cưới. Chuyện cưới anh Nam thì tớ không có ý kiến gì, nhưng còn tương lai của cậu, cậu ngốc lắm. Chúng ta đi học thì cũng cốt là để ra trường xin được việc và kiếm được tiền. Tớ lấy anh Nam rồi thì đâu cần phải lo đi kiếm tiền nữa. Thế thì học làm gì? Phụ nữ quan trọng nhất là một tấm chồng mà. Tớ luôn mong cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi. Ngày mai cậu nhập học mà tớ không đi cùng cậu được. Vợ chồng tớ dự định đi du lịch ở nước ngoài. Cậu cứ đi vui vẻ đi, tớ làm thủ tục nhập học xong cả rồi mà. Wow, biển đẹp quá, thích quá à. Anh ơi, tí mình sẽ chơi trò nhảy dù trên biển nha. Các em về nhà ôn kỹ lại bài tập để chuẩn bị kỳ thi sắp tới nha. Anh yêu, thật tuyệt vời. Cảm ơn anh. Lau sạch cửa kính giúp chú nha. Dạ vâng ạ, dọn xong chỗ đồ này rồi cháu sẽ làm ngay. Hiền, cậu làm gì ở đây thế này? Mai, mình tới đây dọn vệ sinh. Mình đi làm thêm để kiếm chút tiền đóng học phí đỡ cho bố mẹ. Tội nghiệp cậu quá, tớ đã bảo cậu ngốc lắm mà. Như tới đây này, giờ chả phải lo gì cả. Tớ... 5 năm sau. Không khóc nữa, để cho em còn ngủ. Mẹ bé cơ. Anh ơi, anh pha hộ em bình sữa cho cô Tích với. Em phải... Trời ơi, anh còn bao nhiêu công to việc lớn, làm gì có thời gian pha sữa cho con cơ chứ. Em tự làm đi, ở nhà có việc gì đâu mà chăm con cũng không xong. Anh. Cô Hiền, cô làm tốt lắm. Tôi sẽ ký quyết định tăng lương cho cô trong tháng tới. Dạ, em cảm ơn sếp đã tin tưởng ạ. Trời ơi, đổ hết sữa vào người mẹ rồi. Hiền, đúng là Hiền rồi. Nhưng giờ trông cậu ấy khác quá. Một thời gian sau. Đồ phản bội, tôi không ngờ anh lại là người như thế. Anh cút đi. Cô đuổi ai? Đây là nhà của tôi mà. Tôi sẽ viết đơn ly hôn. Tùy cô, nếu đó là lựa chọn của cô, tôi cũng sẽ mang con của tôi đi. Tùy thôi, nhưng cô sẽ lấy gì nuôi con đây?
con phải ở với tôi, vì cô không thể đủ khả năng nuôi con. Hãy chấp nhận thực tế đó đi. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền. Cô đi làm, cô sẽ làm gì? Làm gì ư? Không bằng cấp, không trình độ, không tiền. Tôi đã sai ở đâu? Hiền à, chuyện của Mai như thế đó. Mai ngại nên lánh mặt cậu. Mình nghĩ hai cậu ngày xưa thân nhau lắm nên kể cho cậu biết. Dù số phận đưa mình và Mai mỗi đứa sang một lối rẽ khác nhau, chẳng mấy khi có dịp gặp nhau kể từ ngày Mai lấy chồng, nhưng mình vẫn coi Mai là người bạn thân thiết nhất. Giờ mình cần phải làm gì đó giúp Mai. Mai, mình đây. Hiền ơi, tớ khổ quá. Hãy làm lại từ đầu, giờ vẫn chưa muộn mà. Tớ sẽ giúp cậu. Tớ có thể làm lại ư? Giờ trong tay tớ chẳng có gì. Bằng cấp không, kiến thức không. Chỉ cần cậu quyết tâm, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Mình sẽ ở bên giúp cậu. Bây giờ mình mới nhận ra mình đã sai. Cuộc đời của một người phụ nữ phải do chính mình quyết định, chứ không phải phụ thuộc vào chồng hay bất cứ ai. Đúng rồi đó, phụ nữ chúng mình cần độc lập thì mới nắm giữ hạnh phúc của mình được. Lựa chọn của cô phụ hồn. Đi nhanh lên con ơi, kẹo sắp mưa to rồi. Dạ, con mỏi chân lắm rồi đây. Thế mà mẹ không bảo bố chở mẹ con mình đi. Hôm nay bố bận, chắc phải về muộn con à. Với lại nhà mình cách đây cũng có hơn 1 km thôi, đi bộ cho khỏe chân. Nhưng nhỡ trời mưa thì sao ạ? Để lát mẹ tính cho. Thôi nhanh chân lên con. À, cẩn thận chị ơi. Chị về đâu thế? Dạ em về Lã Chi chị ạ. À, mà đứng đây đợi 10 phút rồi không bắt được xe. Vậy hả? Thế chân tay chị làm sao mà băng bó nhiều thế kia? Ờ, dạ, em phụ hồ cùng ông xã, chẳng may bị trượt chân ngã từ trên tầng 2 xuống. Sốt ruột việc nhà quá nên mới xin bác sĩ cho ra ngoại trú, chứ đáng ra vẫn phải ở viện để theo dõi. Khổ ghê, nhưng mà nhìn chị còn xanh lắm, chân đi còn chưa vững thế kia. Việc gì thì việc, cứ ở viện mà điều trị cho khỏe hơn rồi hãy về. Sức khỏe là quan trọng nhất chị ạ. À, ở nhà, đứa nhỏ nhà em cũng đang bị viêm phổi chị ạ. À, phải đưa đi điều trị gấp. Ngồi ở đây ruột gan cứ như lửa đốt, chả yên tâm được chút nào cả. Sắp mưa to nên gọi xe khó lắm. Thôi thì chị cứ vào đứng cạnh cái bốt kia cho đỡ lạnh, để tôi đứng ngoài này chờ xe cho. Dắt cô vào trong đi con. Taxi, taxi. À, chú Hùng, hàng xóm của nhà mình mẹ ơi. Chị Lan. Ồ, chú Hùng, may quá gặp chú ở đây. Ừ, chị Lan à, chị và bé đang làm gì ở đây vậy? À, chị và cháu đi thăm người ốm. Sắp mưa lớn rồi, chị và cháu lên xe em chở về. Không, chị muốn bắt xe hộ chị kia. Khổ, chị ấy vội về quá rồi mà bắt mãi không được xe. Ồ, vậy sao? Là người quen nhà ta à? Không, vô tình gặp ở đây thôi. Nhưng mà tôi thấy chị ấy tội nghiệp quá. Thế người nhà họ đâu ạ? À? Sao không đến mà đưa về? Con cô ấy lại còn đang ốm nữa, chắc ở nhà chồng cũng đang rối cả lên. Thôi em giúp cô ấy về nhé, chắc cũng chỉ tầm 7 km thôi, ở Lã Chi đó em. Việc này em cũng đang bận quá, trời lại sắp mưa rồi. Bắt đầu rồi, hai mẹ con chị vào viện đi, không trời mưa. Chị cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe người ốm trong viện nha. Kìa chú Hùng, nể chị đồng ý giúp cô ấy đi nhé. Thôi được rồi, để tình chị, em sẽ chở người phụ nữ kia về. Chị vào viện đi, kẻo mưa, và bảo chị ta ra đây em chở về vậy. Chị ơi, chị lên xe kia đi chị. Ờ chị ơi, hay là thôi đi, anh ấy chắc có việc. Chị ơi, chị có đi nhờ xe tôi không?
Xe tôi vừa sửa được rồi. Tôi bán thang ở gần Lã Chi, khu nhà chị đấy. Tình cờ nghe được câu chuyện của chị. Nếu chị không chê xe cà tàng thì lên xe tôi chở chị về nhà với cháu. Trời sắp mưa rồi kìa. Tôi bắt được xe cho cô ấy rồi. Để cậu hàng xóm nhà tôi chở cô ấy về cho an toàn. Thôi, cảm ơn lòng tốt của chị. Nhưng thôi, tôi đi xe của anh này cũng được chị ạ. À, nhà tôi ngõ bé, chắc xe ô tô không vào được đâu. Nhưng sắp mưa to đó, chị cứ lên xe cho ấm và khỏi ướt. Thôi, cảm ơn chị nhiều. Thế cũng tốt chị ạ. À, anh này ở gần nhà chị, tiện quá rồi. Thôi hai mẹ con chị vào viện đi, em đi có chút việc ạ. Chị quảng cáo mưa vào đi. Cảm ơn anh. Mẹ ơi, sao con ấy lại không lên chiếc xe ô tô sang trọng của chú Hùng cho khỏi ướt, mà lại ngồi lên chiếc xe máy cà tàng kia? Tí về thế nào cũng sẽ bị mưa ướt. Con không thấy giữa chú Hùng và người đàn ông đi xe máy kia có nét gì khác nhau ư? Khác gì ạ? Chú Hùng miễn cưỡng phải giúp vì mẹ năn nỉ, còn người bán thang kia thì tự nguyện, rất là chân tình, giúp đỡ vô tư, không nghĩ đến đền đáp lại. Chiếc xe máy cà tàng không thể so sánh với chiếc ô tô sang trọng, nhưng nó lại chan chứa tình người con ạ. Dạ, con hiểu rồi ạ. Tình người ấm áp bao giờ cũng là thứ đáng quý nhất phải không ạ? Thôi mình vào viện đi con. Dạ. Giấc mơ bay. Bố đã về. Bố trên là phi công đấy, sao nhỉ? Bố cậu ấy bay tít trên bầu trời cao kia kìa. Con chờ bố có lâu không? Phải đợi giờ nghỉ bố mới xin phép thủ trưởng ra ngoài này được. Những chiếc dù lượn bay trên bầu trời đẹp quá phải không con? Vâng, đẹp lắm bố ạ. À, lớn lên con sẽ trở thành phi công giống như bố. Giỏi lắm con trai tôi. Mẹ ơi, sao bố chưa về? À, chắc là bố bận việc nên một lát nữa mới về đó con. Ủa, anh nói sao? Dù của chồng tôi rơi xuống vách núi sao? Kìa mẹ, mẹ sao thế? Bố sẽ mãi không bao giờ về với chúng ta nữa rồi. 13 năm sau. Năm sau là con học xong rồi, mẹ tính gửi con lên nhà ông Bôn thợ mộc để học nghề. Con thấy được không? Con muốn tham gia học trường không quân để trở thành phi công giống bố cơ. Mẹ đã bảo con thế nào rồi, đừng có bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt của mẹ nữa. Nhưng từ nhỏ con vẫn luôn mơ ước được một lần bay lượn trên bầu trời mẹ ạ. À, để rồi lại bỏ xác ngoài vách núi như bố của con sao Rin? Mẹ đã vô cùng đau khổ khi mất bố con. Mẹ không thể mất thêm con nữa Rin ạ. À, con sang bác Bôn học nghề, nhớ phải chăm chỉ. Nghe lời bác dạy nghe chưa? Vâng ạ, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào rảnh con sẽ về thăm mẹ. Chào bác Laura, mẹ cháu bảo cháu qua biếu bác cây bắp cải. Bác tưởng cháu lên trên thành phố học mà nhỉ? Vâng ạ, tuần này cháu vừa thi hết môn nên tranh thủ về thăm nhà. Hôm trước cháu đi qua học viện không quân, thấy anh Rin đó bác. Hả? Cháu nói sao? Thằng bé Rin nhà bác đi vào học viện không quân sao? Cháu có nhìn nhầm không? Dạ không, chính mắt cháu nhìn thấy anh ấy rõ ràng mà. Cháu tưởng anh nói nghề của bác trai, không phải vậy sao bác? Thằng bé giấu mình đi đăng ký học sao? Mình phải lên thành phố đưa nó về mới được. Mẹ, con... Con phải đi về với mẹ ngay lập tức. Mẹ bình tĩnh đã, con thực sự muốn làm phi công giống bố. Mong mẹ hãy hiểu cho con. Nếu con cứ khăng khăng theo ý mình thì đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa. Con chọn đi, một là về nhà, hai là từ mặt mẹ luôn bây giờ. Con... Tôi gửi cháu Rin cho ông, trong sự nhờ ông dạy bảo cháu. Chị cứ yên tâm ở tôi. Con ở cạnh bác Bôn cố gắng chăm chỉ học nghề. Khi nào rảnh mẹ lại lên thăm con. Nhớ đừng có nghĩ tới cái ước mơ viển vông đó nữa, nghe chưa? Vâng ạ. Một tháng sau. Mình mang khoai tây lên chắc thằng bé vui lắm đây. Nó thích nhất là món khoai tây nghiền mà. Chào ông Bôn. Chào chị. Chị đi đâu thế?
Tôi lên thăm thằng bé Rin ông ơi. Cháu nó dạo này có chăm chỉ học nghề không vậy ông? Thằng bé nó không còn ở chỗ tôi nữa rồi cô Laura ạ. Ông nói sao? Nó bỏ đi rồi sao? Nó bảo với tôi nghề mộc không phù hợp với nó và xin phép thôi. Trời ạ, còn với cái kìa chị Laura, chị đi đâu thế? Mình không thể để mất nó được. Rin ơi, Rin. Kìa cô, con không sao chứ? Rin ơi, quay trở lại đây với mẹ đi. Bố ơi, con đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Trà cô là mẹ của Rin. Trình cũng nói qua cho tôi về hoàn cảnh gia đình mình. Tôi biết cô rất đau lòng vì cái chết của bố cậu bé. Cuộc sống lúc nào cũng đầy những rủi ro. Chính bởi vậy, hãy trang bị cho Rin những điều tốt nhất để Rin có thể thực hiện ước mơ của mình. Mẹ ơi, dù có bố ở trên cao kia phải không mẹ? Sau này, con cũng muốn được bay trên bầu trời giống bố. Giỏi lắm. Đấy, cô xem, thằng bé đã làm rất tốt. Rin ơi. Mẹ à, xin mẹ tha thứ cho con. Con của mẹ, thật may là con vẫn bình an. Mẹ ơi, mẹ cho con theo nghề của bố mẹ nha. Đây là niềm mơ ước cả đời của con. Mong mẹ hiểu cho con. Có lẽ vì quá ám ảnh cái chết của bố mà mẹ đã cấm cản con vô lý. Nếu con đã quyết tâm theo nghề, hãy hứa với mẹ là sẽ học thật tốt để trở thành một phi công giỏi nha con. Con hứa sẽ không phụ lòng tin của mẹ đâu. Mẹ hãy tin tưởng con. Hai thùng nước. Chúng con mời cha mẹ xem cơm. Này Minh, đây là tiền thóc vụ này. Tôi lấy ra một phần mua mấy tấm vải mới để tháng tới có quần áo đi hội làng. Tôi cũng phải trích ra một phần mua mấy con gà chọi Mã Lai. Bữa nào đấu với gà nhà ông Tư. À, nhà bác Hai mua lợn, cho con sang xem nha. Ăn xong đã rồi đi đâu thì đi. Chúng con xong rồi. Cho con qua nhà bác Hai xem con lợn ít nha. Hai đứa đi đi. Đấy, anh xem. Từ khi ba mất đến nay mới có 2 năm chứ đâu. Nhà bác Hai đã có của ăn của để, tậu trâu, tậu lợn giống. Còn nhà mình thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Lạ nhỉ. Trước khi ba mất, có để lại cho hai anh em tôi mỗi người một mảnh ruộng, một mảnh vườn. Cả hai nhà đều trông vào vụ lúa, vụ mùa ấy thôi. Số thành viên trong gia đình thì đều như nhau. Mà sao anh hai ngày càng sống sung túc hơn, còn nhà mình lại túng bẩn đi là sao chứ? Hay mình chạy sang hỏi dò nhà anh chị ấy xem, biết đâu anh ấy có mánh lới làm ăn gì mà mình không biết. Mình nói phải. Thôi, tôi đi luôn đây. Một con lợn giống 10 đồng. Vị chi là... Anh hai. Chú ba. Chú sang chơi, mời chú ngồi uống nước. Thế là anh ba đã đem những thắc mắc trong lòng mình bấy lâu để kể với anh trai của mình. Tại sao cả hai nhà có thu nhập giống nhau, số người trong nhà đều như nhau, mà nhà anh hai ngày càng khấm khá, còn nhà anh ba thì ngược lại. Nếu chú muốn biết thì ngày mai hãy ra sông gánh nước cùng tôi. Tôi sẽ nói cho chú nghe lý do. Vâng thưa anh, vậy sáng mai em sẽ ra sông sớm. Vợ mình nói cũng phải, chắc chắn anh ấy có mánh lới làm ăn gì đó. Để ngày mai ra bờ sông, chỗ kín đáo anh ấy sẽ tiết lộ cho mình. Được rồi, giờ chú gánh nước xong, anh sẽ nói cho chú biết lý do nha. Chuyện nhỏ, anh cứ để em. Tôi bảo chú lấy nước, nhưng chú phải lấy bằng thùng nước của tôi kìa. Đây là 2 chiếc thùng. Thùng múc nước thì chỉ được múc nước. Còn thùng này là thùng đựng nước thì chỉ đựng nước, không được thay đổi. Chú cứ múc đầy nước chiếc thùng đựng nước này thì hãy về. Anh hai, anh có nhầm không? Thùng múc nước có đáy có thể múc được nước, nhưng thùng đựng nước không có đáy thì làm sao có thể đựng được nước thưa anh? Chú đừng có thắc mắc, cứ làm y như tôi nói là được. Thôi, tôi về nhà đợi chú. Thank you.
Thôi, anh đã nói như vậy, mình cứ làm xem sao đã. Ôi, thùng đựng nước không có đáy, nước chảy ra ngoài hết mất rồi. Múc được thùng nào thì chảy hết thùng nước ấy. Nhưng anh hai đã bảo rồi, mình cứ cố thêm xem sao. Mất cả ngày trời mà không được giọt nước nào. Phải hỏi anh ấy cho ra lẽ. Hay anh ấy có ý định chơi mình đây? Anh bảo em đựng nước bằng cái thùng không đáy này thì làm sao mà có nước mang về chứ? Chú cứ bình tĩnh, ngày mai lại ra bờ sông, lần này chú sẽ có câu trả lời. Vẫn là hai chiếc thùng như lần trước, nhưng hôm nay chú hãy làm ngược lại, múc nước bằng chiếc thùng không đáy và đựng nước bằng chiếc thùng có đáy xem sao nha. Khi nào được đầy thùng nước thì mang về gặp tôi. Hơi, thùng nước không có đáy thì làm sao có thể múc được nước chứ? Thử lại lần nữa xem. Dù thùng múc nước không đáy, nhưng không ngờ mỗi lần nhanh tay vẫn còn được ít nước sót lại ở hai bên thành. Thật không tin được, mình múc nước bằng cái thùng đựng nước không đáy mà đã đầy được cả một thùng đựng nước lớn. Anh xem, thật không ngờ với một cái thùng múc nước không đáy mà em vẫn lấy được cả một thùng nước đầy. Thế là chú đã có câu trả lời cho mình rồi đấy. Anh chưa nói mà, làm sao em có thể biết được? Hay anh có mánh lới gì làm ăn không thể tiết lộ mà bày ra trò này để em mất mặt? Thôi, biết anh định giấu nghề thế này, em đã không mất công tôi cả ngày hì hục múc nước. Chào anh, em về. Hãy, chú bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Chú hiểu nhầm anh rồi. Hôm qua thùng múc nước có đáy, thùng đựng nước không đáy, cũng giống như việc thu nhập của chú có nhiều bao nhiêu nhưng lại dùng bấy nhiêu không tiết kiệm. Mỗi ngày qua đi đương nhiên sẽ rất vất vả, khó khăn. Hôm nay thùng đựng nước có đáy, thùng múc nước không có đáy. Mặc dù mỗi lần múc nước chỉ được một ít, nhưng tích tiểu thành đại thì có thể đựng được đầy thùng nước. Phải cần kiệm hơn để còn làm ăn. Mua sự bình yên. Bà đã khóa cửa cẩn thận chưa? Tôi đã khóa hết mọi cửa và kiểm tra kỹ lắm rồi. Bây giờ sơ sẩy một chút là mất cấp, phải cẩn thận mới được. Ngày nào ông cũng nhắc đi nhắc lại cả chục lần, làm sao mà tôi quên cơ chứ? Để chìa khóa ở đây, chắc chắn không ai có thể lấy trộm được. Nửa đêm ông không ngủ, cứ đi ra đi vào mãi thế. Tôi không ngủ được, lúc nào cũng nghe thấy tiếng trộm vào nhà hết. Ông cứ lo hảo, chắc là cậu Brandon nhà bên đang sửa giày thôi mà. Trời ơi, đêm nào cũng gõ như vậy thì ai mà ngủ được. Chào buổi sáng anh Brandon. Chào cô Alan, chúc cụ một ngày tốt lành. Chào anh Render, hôm nay anh yêu đời quá ha. Cuộc sống có bao lâu đâu hả ông, phải vui vẻ chứ. Sao trông ông mệt mỏi thế? Vì tiếng búa sửa giày hàng đêm của cậu chứ sao. Nó cứ vang lên làm tôi mất ngủ. Ôi thế à? Cháu xin lỗi. Cháu chỉ muốn tranh thủ thêm vào ban đêm, không biết lại làm phiền đến ông. Sửa giày thế này thì một ngày cậu kiếm được bao nhiêu tiền mà sao đêm hôm còn phải làm việc như thế? Cháu chỉ kiếm đủ ăn thôi ạ. Có những ngày không có một vị khách nào, và bữa tối của gia đình cháu là những mẩu bánh mì đen nguội ngắt. Hay là thế này, mỗi ngày ta sẽ trả thêm cho cậu số tiền cậu kiếm được trong một ngày, để cậu thôi làm việc ban đêm. Nghe tiếng gõ vậy tôi không ngủ được. Làm sao cháu có thể nhận tiền khi cháu đã gây phiền phức chứ? Cậu cứ nhận lấy, đó là tiền tôi bồi thường cho cậu mà. Không, không,
Đêm nào cũng mất ngủ, muốn chợp mắt buổi sáng thì cậu ta lại làm ồn thế này, sức đâu mà làm việc nữa, chi bằng mua đứt cái tiệm giày đó cho bình yên. Sao cậu không làm nghề khác? Nhà cháu cũng đâu có ruộng đất gì, chỉ có cái tiệm sửa giày được ông cha để lại. Không đóng giày thì cháu biết làm gì khác nữa đây? Cậu thấy sao nếu tôi cho cậu một trang trại cùng vài con bò sữa và một số tiền để đổi lấy tiệm sửa giày này? Ông định đổi một tài sản lớn như thế để lấy cái tiệm giày nhỏ này ư? Phải, dạo này tôi có tuổi rồi nên khó ngủ. Tiếng đóng giày của cậu càng làm cho tôi thêm mệt mỏi. Coi như tôi đang mua sự bình yên cho mình thôi mà. Mình có sửa giày cả đời cũng không thể có được gia tài đó. Có tiền, mình sẽ không còn phải lo ăn từng bữa. Cuộc sống của mình sẽ là những ngày bình yên. Cháu đồng ý. Đúng là có tiền thì mua gì cũng được, nói gì đến sự bình yên. Một thời gian sau. Ông lại gặp ác mộng nữa sao? Gia đình cậu Brander đã chuyển đi lâu rồi mà, còn gì làm phiền giấc ngủ của ông nữa đâu. Nhưng không hiểu sao, hằng đêm tôi vẫn nghe thấy tiếng búa đó vang lên, và cảm thấy như có kẻ nào đó đã đột nhập vào nhà chúng ta và lấy đi tất cả. Chắc tôi phải đi khám bác sĩ bà ạ. Ông Victor ơi, ông có nhà không? Ông vẫn mất ngủ ạ? Trông ông tiều tụy hơn cả lúc cháu chuyển đi. Đêm nào ông ấy cũng thức trắng, không tiều tụy sao được. Mà hôm nay cậu đến đây làm cái gì? Thật ra cháu đến tìm ông là để đổi lại trang trại cùng số tiền lấy trước của ông, để lấy lại tiệm sửa giày của cháu ạ. Sao thế? Từ ngày chuyển đến trang trại, cháu không còn phải lo cơm ăn từng bữa cho cả gia đình nữa. Thế thì cậu còn muốn lấy lại tiệm sửa giày làm cái gì? Nhưng những con cừu béo tốt, những đồng tiền vàng làm cháu lúc nào cũng nơm nớp, sẽ có kẻ đến trộm hết. Và thế là cậu không thể ngủ ngon được, lúc nào cậu cũng cảm thấy lo lắng, mệt mỏi, có phải vậy không? Dạ đúng vậy, cháu không còn là anh thợ sửa giày ca hát yêu đời mỗi ngày như trước nữa. Vậy thì tôi biết vì sao ông mất ngủ rồi. Vì ông lúc nào cũng nơm nớp lo mất trộm, chứ có phải do tiếng búa đóng giày đâu. Số tiền tôi tích góp làm lụng cả đời, tôi không quý làm sao được. Nhưng nó có mua được sự bình yên cho ông không? Ra là lâu nay tôi đã tự khiến mình sống khổ sở mà không nhận ra sao. Chứ còn gì nữa, ông nhìn cậu Brander xem. Ngày xưa tuy nghèo khổ nhưng mà cậu ấy yêu đời biết bao. Giờ thì cậu ấy cũng giống ông rồi đây. Cậu Brander này, nếu cuộc sống ở trang trại giúp gia đình cậu no ấm hơn việc đóng giày thì cậu cứ ở đó đi. Cậu đừng nghĩ quá nhiều về món tiền cậu có thì cậu sẽ được sống bình yên thôi. Vấn đề là ở bản thân mình. Đừng suy nghĩ làm mọi chuyện phức tạp lên. Thì dù cậu giàu hay nghèo, làm thợ sửa giày hay là ông chủ, cậu đều thấy vui vẻ, bình yên ở chính trong lòng cậu, chứ không ở đâu xa. Bà nhà tôi nói phải đấy, tôi cũng đã học ra được nhiều điều. Sự thông thái của người già. Đằng kia và cả đằng kia nữa, bắt hết những người già đó lại cho ta. Cha, cha. Tránh ra đằng kia. Kẻ nào cản đường sẽ mất mạng. Xin hãy tha cho chúng tôi đi mà, chúng tôi đâu có tội tình gì chứ. Không có tội gì à? Tội của các ngươi là vô dụng. Buôn làng đang bị giặc tàn phá, các ngươi đã không giúp gì được, lại vẫn phải ăn hao tốn biết bao lương thực. Không giết các ngươi đi thì còn để làm gì? Bắt hết cho ta, không được để sót một kẻ nào. Đi đi, những con người vô dụng, vào trong đó và tự kết thúc cuộc đời đi. Cha ơi, lòng con đau như cắt. Cha ạ, thật tội nghiệp khi chúng ta sống ở nơi tàn ác này. Nhưng nếu con không thi hành lệnh của Khang, ngày mai đại gia đình ta sẽ cùng phải chết. Con hãy giấu cha đi, giấu ở một nơi không ai biết. Nhưng cha ơi, con biết giấu cha ở đâu bây giờ? Nơi đơn giản nhất đôi khi lại là nơi an toàn nhất. Trong sân nhà ta có chiếc xe gỗ, con chỉ cần đào một cái hố ở dưới chiếc xe ấy, và cha sẽ sống ở trong đó, tránh con mắt của Khang. Vâng,
cực khổ cho cha quá. Cha ơi, con biến lớn rồi. Có chuyện gì mà con thái hết cả mặt mày ra vậy? Chúng ta mau chạy thôi cha. Lão Khang cho rằng trai tráng khỏe mạnh mới thông minh. Muốn tìm trai tráng thông minh nên ra lệnh những người có độ tuổi như con phải qua được thử thách của lão. Ai không giải được sẽ lại bị đánh cho nhừ tử, mà đó lại là một thử thách không ai làm được. Tên Khang này ngày càng ngang ngược hơn, phải có cách để trừng trị lại hắn, nếu không người buôn làng ta sẽ ngày càng cực khổ hơn. Nhưng cha ơi, làm cách nào bây giờ? Khoan đã con, chui xuống đây đã, kẻo có người lại nhìn thấy cha bây giờ. Thử thách của Khang đưa ra là gì, con hãy bình tĩnh nói cho cha nghe. Cha cũng đã biết Khang có hai con mèo được huấn luyện, có thể ngồi đội đèn suốt cả một ngày một đêm mà không làm đổ ngọn đèn rồi chứ ạ. Giờ lão ta bắt mọi người phải làm cách nào khiến con mèo làm rơi đèn mà không chạm vào người nó. Ôi, cha thật là tài giỏi. Một cách hay như vậy mà biết bao nhiêu trai tráng trong làng vẫn chưa nghĩ ra. Lần này cha đã cứu mạng cho chúng con rồi. Con hãy thật bình tĩnh và hành động chắc chắn nha. Cha tin ở con. Vâng ạ, con nhớ rồi. Đèn vỡ rồi kìa. Ồ, anh ấy thông minh quá. Hay lắm, nhưng các người chưa xong với ta đâu. Lần trước coi như anh kia gặp may, ta muốn thử thách một lần nữa để tìm ra người thông minh thực sự. Nếu không có ai vượt qua thử thách này thì tất cả những người không vượt qua được sẽ chịu chung số phận. Các người cũng biết ta sẽ làm gì rồi. Vậy thì ai có tài trí thực sự thì hãy vượt qua thử thách sau đây của ta. Người nào lấy được chiếc bình vàng dưới đáy hồ, ta chẳng những sẽ tha chết cho đồng bọn mà còn cho người đó thừa kế toàn bộ quyền lực và tài sản của ta. Tất cả mọi người trong làng đều kéo về phía hồ, nơi có bóng của chiếc bình vàng lấp lánh. Họ lặn tìm nhiều lần, nhưng chẳng ai có thể lấy được chiếc bình. Cha ơi, cha có biết làm thế nào để có thể lấy được chiếc bình vàng đó không ạ? À? Trong hồ chẳng có chiếc bình nào cả. Có thể ở hồ có một cái cây và chiếc bình vàng được treo trên đó. Trên mặt hồ chỉ là cái bóng của nó. Đúng rồi, có một cái cây đó cha. Con đi lấy chiếc bình vàng đó đây. Đúng là ngươi giỏi giang, nhưng ta không tin tự ngươi có thể nghĩ ra tất cả. Giờ ngươi hãy thành thật với ta đi. Ai đã giúp cho ngươi? Thưa Khang, chỉ có mình tôi thôi ạ. Ngươi dám có nửa lời gian dối sẽ mất mạng. Nói đi, ta cho ngươi thành thật lần cuối cùng. Dạ, đúng là có người đã mách bảo cho con. Nhưng... còn nhân gì nữa, mau nói đi. Nhưng Khang phải hứa không làm hại gì đến người đó thì con mới dám nói. Bằng không, dù có chết con cũng chẳng dám nói ra đâu ạ. Thôi được rồi, coi như ta nhân nhượng với ngươi. Ta hứa, ngươi hãy nói đi. Thưa Khang, đó chính là người cha già đã 60 tuổi của con ạ. Con đã không đẩy ông vào rừng khi tuổi thọ của ông tròn 60. Và giờ đây, chính ông đã cứu cả làng ạ. À, thật như thế sao? Hoàn toàn là sự thật, thưa Khang. Vậy là ta đã sai lầm khi nghĩ rằng người già chẳng có ích gì và đã ra lệnh giết họ. Kinh nghiệm, vốn sống và trí tuệ của họ đã khiến ta thực sự nể phục. Nếu như buôn làng ta gặp nạn giặc giả, những người già không thể giúp sức nhưng trí tuệ của họ sẽ khiến chúng ta có thể đánh bại cả nghìn quân giặc. Từ nay, hãy hủy bỏ lệnh giết người già cả cho ta. Đổi lại, hãy chăm sóc và phải tôn kính họ, rõ chưa? Rõ ạ. Còn ta sẽ giữ đúng lời hứa. Ta không xứng đáng là người thủ lĩnh của buôn làng này. Kể từ mai, ngươi sẽ là người thừa kế của ta. Cảm ơn hai cha con đã giúp cả dân làng. Cảm ơn bà con, đây là việc cha con tôi nên làm mà. Cảm ơn sự thông thái của một người đã già. Lại trời, mọi người vẫn còn sống. Về sau, Kenji được thừa kế ngôi Khang. Dân làng từ trẻ em đến người già đều được sống trong sự bình yên và hạnh phúc. Sếp Ba La và chú chó Husky. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra vào mùa đông năm 1925 ở thị trấn Nome, bang Alaska. Con trai tôi, xin hãy cứu lấy con trai tội nghiệp của tôi, cứu lấy nó đi. Xin chị bình tĩnh, các bác sĩ đều đang cố gắng hết sức để điều trị cho cậu bé. Con trai
trai tội nghiệp của tôi, nó đang khỏe mạnh cơ mà, nó mà chết chắc tôi cũng không sống nổi nữa. Dịch bạch hầu này ngày càng diễn biến phức tạp và chắc chắn sẽ lây lan nhanh chóng trong thị trấn. Nếu không có chất kháng độc tố thì ước tính tỷ lệ tử vong của gần 10.000 người ở Nome và khu vực quanh đó có thể lên đến 100%. Chúng ta phải làm gì đó ngay bây giờ. Nhưng chỉ có mình tôi là bác sĩ ở đây, một tay không thể cứu hết được 10.000 người. Do vậy chúng ta cần gấp huyết thanh kháng độc tố. Tuy nhiên giờ ở đây chúng ta hoàn toàn không còn huyết thanh nữa. Đi lấy huyết thanh giữa trời bão tuyết nguy hiểm này sao? Nơi gần nhất có huyết thanh là Nenana, tuyến đường sắt cách chúng ta hơn 1.000 km, đi và về mất cả tháng trời. Thật sự khi lấy về cũng không thể dùng được, vì huyết thanh chỉ bảo quản bên ngoài được ít ngày, lúc đó cũng hỏng hết rồi. Sân bay cũng đóng băng, không hoạt động được. À phải rồi, tôi có ý này. Anh Sepala, nếu đến Nenana, chuyến này cả đi lẫn về, anh dự tính mất khoảng bao lâu? Nhanh nhất khoảng 25 ngày, với tình hình thuyết dày như thế này ạ? Không được, huyết thanh chỉ bảo quản được nhiều nhất 6 ngày thôi. Anh có thể đưa đàn chó kéo xe có bù điện đến Nenana mang huyết thanh về trước 6 ngày được không? 6 ngày? Chúng tôi phải di chuyển với thời gian ngắn bằng 1/4 bình thường sao? Tôi biết trạm y tế đang cần huyết thanh gấp, nhưng thực sự đó là điều bất khả thi. Chưa kể sẽ gặp bão tuyết nữa, chúng tôi rất dễ phải bỏ mạng. Trước khi mang được huyết thanh về thì đã bị cái lạnh giết chết rồi. Anh yên tâm, trên đường chúng tôi đã sắp xếp những đội chó kéo xe khác từ phía Nenana để tiếp ứng rồi. Cả thị trấn đang cần anh và những chú chó này. Đây là cách mạo hiểm duy nhất, là tia hy vọng mong manh có thể cứu sống họ. Ông Peter, lại thêm một bệnh nhân nhi nữa tử vong vì bạch hầu rồi. Chúng ta đã hết sức cứu chữa, duy trì sự sống cho cháu, nhưng mà... Trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ nhìn họ chết đi lần lượt như vậy? Đi nào các chú mày, chúng ta cần rút ngắn hành trình càng sớm càng tốt. Anh đi lấy huyết thanh đúng không? Tôi đã mang đến từ Nenana tiếp ứng đây. Tôi là Ivanov. Chắc có lẽ anh sẽ phải tăng tốc đấy, Sepala. Tôi đã di chuyển mất 3 ngày rồi, giờ chỉ còn 2 ngày nữa. Nếu không muốn huyết thanh bị hỏng sẽ mất hoàn toàn tác dụng. Giờ tôi sẽ đi đường tắt cho nhanh. Đường tắt là đường nào? Đi xuyên qua vịnh Nô Tên. Hả? Vịnh Nô Tên? Anh điên rồi. Đó là một dòng sông băng, nó sẽ khiến anh và đàn chó chìm nghỉm bất cứ lúc nào, lại sắp có bão tuyết nữa. Nhưng tôi không còn cách nào khác, nhiều người đang nằm chờ chết vẫn đợi tôi. Mặt sông băng tuy không chắc chắn, nhưng đi men theo bờ phải mất hơn 1 ngày, còn nếu đi xuyên qua sông chỉ mất gần nửa ngày thôi. Anh nên chọn lối an toàn hơn, vì anh đang giữ huyết thanh. Nếu anh có mệnh hệ gì trên dòng sông lạnh giá đó thì những bệnh nhân ở thị trấn coi như hoàn toàn hết hy vọng. Tôi nghĩ đi qua quãng đường lâu hơn là mạo hiểm với tính mạng của họ. Lỡ tôi về không kịp thời gian thì sao? Đành đùa với tử thần một phen vậy. Đi nào các chàng trai. Sepala, anh sẽ chết đấy. Trước khi cứu mạng người khác thì anh phải cứu lấy mạng mình chứ. Togo, giờ chú mày đi trước dẫn đoàn vượt qua mặt sông băng này nha. Tao tính mày. Nguy rồi, bão tuyết mịt mờ thế này là mình không nhìn được đường nữa. Gió thổi mạnh cũng không nghe được mặt băng vỡ nứt. Đành phó thác cả cho Togo vậy. Nó là hy vọng sống sót duy nhất của mình. Togo, Togo, không được rồi, Togo bị rơi xuống sông rồi. Tại mình, tất cả là tại mình. Chính mình đã vội vàng ra quyết định ích kỷ đi qua con sông này mà không nghĩ đến tính mạng của đàn chó. Togo, Togo à, mày ở đâu? Đừng chết, Togo. Mày đây rồi, tao biết mày là một chú chó dũng cảm mà. Không sao rồi. Không. Togo, tao xin lỗi. Nếu mày quá mệt rồi thì không cần chạy nữa đâu, nằm nghỉ đi thôi. Chân mày bị thương rồi, tao và các bạn sẽ đưa mày về nha. Ừ.
mày vẫn muốn dẫn đoàn về hết hành trình đúng không? Cảm ơn mày, Togo. Mau lên, còn nửa ngày nữa là huyết thanh hết thời hạn bảo quản rồi. Mau đem vào cho các bệnh nhân. Ơi, thật may mắn quá. Không thể tin nổi, họ vượt qua hàng trăm cây số chỉ trong 5 ngày rưỡi ở cái thời tiết khắc nghiệt này. Tôi rất tiếc, do nhiệt độ quá lạnh và di chuyển quá sức nên có lẽ Togo sẽ không đi lại được nữa. Nó sẽ không bao giờ chạy được nữa sao? Nó đã cố gắng đứng dậy để tiếp tục là con chó đầu đàn. Tôi thật tệ. Đừng quá đau buồn, Sepala. Togo là một chú chó dũng cảm và trung thành. Nó đã cứu sống cả thị trấn này. Đây sẽ là chiến công huy hoàng nhất, đáng khâm phục nhất trong cuộc đời của nó. Cảm ơn anh và cả đoàn chó kéo xe. Các bạn là những người anh hùng. Để kỷ niệm dấu mốc lịch sử những chú chó Husky cứu sống 10.000 người ở bang Alaska, mọi người đã đúc một bức tượng Husky bằng đồng và đặt ở công viên trung tâm New York. Chúng đã trở thành những anh hùng huyền thoại. Câu chuyện về những chú chó trung thành, dũng cảm ở vùng đất lạnh lẽo băng giá đã sưởi ấm trái tim và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Sự tích loài đom đóm. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có ông vua vô cùng độc ác. Ngày ấy, người dân trong vương quốc có truyền tai nhau lời tiên tri rằng sẽ có đứa trẻ tóc vàng chào đời vào mùa xuân năm vị vua tròn 30 tuổi. Và khi lớn lên, cậu bé ấy sẽ lật đổ quốc vương tham ác kia. Kẻ nào to gan, loan tin đồn khắp vương quốc, ta quyết giết không tha. Muôn thâu đức vua, xin người hãy bình tĩnh. Theo như lời đồn thì mùa xuân này đứa trẻ đó sẽ ra đời. Và thật hư thật khó để xác minh và truy ra cho được. Chỉ bằng bây giờ, thần sẽ cử người cẩn mật theo dõi tất cả những gia đình chuẩn bị có đứa trẻ nhỏ chào đời. Và nếu lời đồn là có thật thì thần nhất định sẽ tìm bằng được đứa trẻ đó để trừ khử đi. Được, ta lệnh cho người ngay lập tức theo dõi tất cả những gia đình có trẻ nhỏ sắp chào đời. Tuân lệnh. Thưa chủ nhân, có quân lính của nhà vua kéo đến ạ. Nhưng có chuyện gì vậy chứ? Nàng cứ ở đây để ta ra xem sao. Kìa tướng Jim, có chuyện gì mà bỗng lại kéo quân lính tới đây vậy? Ta được lệnh của đức vua cử người đi giám sát tất cả những gia đình sắp có trẻ nhỏ chào đời. Xin phép làm phiền ngài. Nếu lệnh vua đã ban, xin ngài hãy cứ làm nhiệm vụ của mình. Nhưng chỉ mong ngài niệm tình chứ kinh động quá, vì phu nhân của ta cũng sắp đến kỳ sinh nở. Được. Là vì lo lắng là tiên tri thành sự thật đấy mà. Bao nhiêu năm nay đức vua lộng hành ngang ngược, khiến dân chúng phải khốn khổ rồi. Này nếu là tiên tri kia là thật thì ta cũng không nên ngồi yên chứng kiến cảnh đứa trẻ đó bị bắt đi. Người hãy cử người đi đến tất cả những gia đình của trẻ nhỏ sắp chào đời, bí mật theo dõi. Nếu họ có hạ sinh được đứa trẻ tóc vàng như lời tiên tri thì bằng mọi giá phải cứu được đứa trẻ đó thoát khỏi vương quốc này. Tuân lệnh. Vàng ống như là tia nắng mặt trời. Con trai của ta, lời tiên tri là có thật, con sẽ mang lại hy vọng cho vương quốc này. Nhưng bây giờ thì không hay rồi. Bắt ngài lấy đứa trẻ đó. Bắt lấy ngay. Tìm ngay đứa trẻ đó. Con phải lục tung cả vương quốc này, cũng phải tìm ra và mang nó về đây. Phải rời khỏi đây thôi. Thưa chủ nhân, người đã chuẩn bị sẵn sàng ạ. Tốt. Giờ ta sẽ đưa phu nhân băng qua khu rừng phía tây để rời khỏi vương quốc này. Người hãy về thận trọng loan tin. Ta đi theo hướng đông để đánh lạc hướng đoán tính truy đuổi đi. Tuân lệnh chủ nhân. Thần đã gửi lời cấp báo sang quốc vương nước láng giềng. Chỉ cần vượt qua khu rừng, họ sẽ cho người chờ sẵn ở con sông phân chia ranh giới ạ. Cảm ơn mày đã đưa chúng ta một chặng đường dài. Hãy ở đây nghỉ ngơi nha. Sẽ có người tìm ra và chăm sóc mày. Bỏ lại chú ngựa ở bì rừng, vô tình toán lính của nhà vua tàn độc Herod đã tìm ra tung tích của hai vợ chồng Victor.
cộng thêm với việc đi bộ đã khiến tốc độ của hai vợ chồng bị chậm lại. Chẳng mấy chốc, toán lính đã theo kịp đằng sau. Tôi chết rồi, toán lính đuổi sắp tới nơi rồi. Không sao đâu, đã có ta ở đây rồi. Trời sắp tối xuống rồi, chúng ta cũng không thể đi mò mẫm trong rừng được. Hãy vào kia nghỉ chân một lát đã. Thưa tướng quân, trời tối quá rồi, không thể nhìn đường mà đi được. Chừng nào chưa tìm được đứa trẻ kia thì không được nghỉ, tiến lên. Đêm hôm ấy, trời tối đen như mực. Những đám mây dày đặc đã che phủ cả bầu trời, và không một ngôi sao nào chịu hé ra một chút tia sáng. Giữa cảnh đêm nặng nề đó, bỗng có tiếng nói cất lên. Sao bà khóc vậy? Chúng tôi là loài bọ nhỏ được thổ địa giao nhiệm vụ sống ở trong hốc này. Bỗng đêm nay nghe thấy tiếng khóc của bà, chúng tôi đoán chắc bà có nỗi lòng gì đó. Chào các bạn, đúng là chúng tôi đang rơi vào tình huống thật khốn khổ. Vua Herod tàn bạo muốn giết đứa con nhỏ của tôi, nhưng chúng tôi đã trốn đi kịp thời. Tuy vậy, các thuộc hạ của vua đã truy được dấu vết của chúng tôi và đang truy đuổi sắp tới nơi rồi. Bây giờ chắc là chúng tôi cũng phải lên đường thôi. Ngoài trời thì tối đen như mực, chỉ cầu mong sao đừng rơi vào cái hố nào hay đi lạc đường. Tôi lo không chừng mình lại đi ngược chiều, đâm đầu vào toán lính thì tàn đời. Bà yên tâm, chúng tôi thấy rõ đường cả lúc trời tối. Chúng tôi sẽ đưa bà đi tới bìa rừng phía biên giới. Thật vậy sao? Các người có thể nhìn thấy đường kể cả trong đêm tối sao? Đúng vậy, với chúng tôi đi trong đêm tối cũng chẳng khác gì bà đi vào ban ngày vậy. Trong đêm tối chúng tôi có thể thấy mọi con đường dù tối tăm nhất trong khu rừng này. Ôi may quá, cảm ơn các bạn nhỏ. Nào chúng ta lên đường nha. Vậy là người vợ đã đánh thức Victor dậy, và cả nhà lại lên đường nhờ sự chỉ dẫn của đám côn trùng nhỏ. Nào cẩn thận nha, vì có nhiều gập ghềnh đấy. Rẽ qua trái, đường gò ghề, coi chừng hòn đá, trước mặt có hố. Chúng ta thoát rồi. Đoạn đường nguy hiểm đã tạm qua, nhưng ông bà hãy luôn cẩn trọng nha. Hãy chăm sóc tốt đứa bé đi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hãy cho chúng tôi biết tên các bạn, nhất định chúng tôi sẽ báo đáp ân tình này, và sau này kể ơn cho toàn thiên hạ cùng biết. Chúng tôi chỉ là loài côn trùng thấp hèn, đến một cái tên cũng không có. Theo thổ địa giao phó, chúng tôi ở hốc cây đó sinh sống và chờ đợi. Hóa ra bây giờ chúng tôi đã hiểu, nhiệm vụ mà chúng tôi chờ đợi bấy lâu nay chính là để giúp đỡ ông bà. Hóa ra lời tiên tri thật sự đã linh ứng. Thần linh đã luôn dõi theo chúng ta. Chúng con cảm tạ người. Ông bà hãy lên đường đi, nhưng hãy cho phép chúng tôi nói lời tạm biệt cậu bé thiên thần kia được không? Khi hôn tạm biệt cậu bé xong và cất cánh bay lên không trung, thì phần thân thể của chúng đã chạm vào mái tóc óng ánh của cậu bé, mà vụt trở nên sáng lung linh như những tia sáng của các vì sao trên bầu trời. Thật khi diễu, ta sẽ đặt tên cho các bạn là Đom Đóm nhé. Các bạn đã mang tia sáng của ánh sao trời xuống mặt đất này, và ánh sáng đó chắc chắn chính là phần quà mà các vị thần linh dành tặng cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vậy là loài côn trùng tốt bụng ấy đã được trao tặng phần quà, chính là ánh sáng lấp lánh của những vì sao, và chúng được gọi là Đom Đóm. Còn cậu bé tóc vàng đã đến được nơi an toàn để sinh sống. Đúng như lời tiên tri, cái ác không thể tồn tại mãi mãi, sẽ đến ngày chúng bị tiêu diệt. Và khi cậu bé tóc vàng ấy 17 tuổi, cậu ấy đã có sức mạnh phi thường và giải cứu vương quốc cố hương khỏi ông vua tham tàn độc ác.